chào quý vị và bà con. Bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng chiều tối và đêm nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh nằm ở phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các tỉnh ở phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông. Các tỉnh Bắc Trung Bộ từ gần sáng và ngày mai, mùng 2 tháng 12, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 2, cấp 3. Ở vùng ven biển mạnh cấp 3, cấp 4. Ở khu vực Vịnh Bắc Bộ và khu vực phía Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Các tỉnh Bắc Bộ trời tiếp tục rét. Như vậy là lại thêm một đợt không khí lạnh tăng cường. Theo nhận định thì đợt không khí lạnh này còn tiếp tục được tăng cường vào chiều tối và đêm ngày mùng 3 và tiếp tục tăng cường mạnh vào ngày mùng 5. Khoảng ngày mùng 9, ngày mùng 10, các khu vực trên có khả năng lại chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường. Khu vực vùng biển phía Nam nằm ở rìa phía Nam của hệ thống thời tiết phân tích trên với hoạt động của trường gió Đông Bắc đến Đông, chủ yếu có cường độ trung bình. Sau đây là dự báo cho các vùng biển trong 24 giờ tới. Vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ, trên toàn khu vực Vịnh Bắc Bộ, bắt đầu từ chiều tối và đêm nay sẽ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió chuyển sang hướng Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, biển động, không thuận lợi cho việc khai thác và đánh bắt trên biển. Xu hướng sóng gió mạnh kèm theo dông còn kéo dài khoảng 2 ngày nữa, sau đó sẽ giảm nhẹ. Vùng biển Nam Vịnh Bắc Bộ, không khí lạnh tràn về gây thời tiết xấu trên khu vực phía Nam Vịnh Bắc Bộ. Chính vì vậy mà toàn khu vực sẽ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, kèm theo đó là sóng gió mạnh gây nguy hiểm. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có giật cấp 7, cấp 8 biển động. Các phương tiện tàu thuyền, đặc biệt là tàu thuyền thô sơ cần hạn chế hoạt động. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi bao gồm đảo Cồn Cỏ, Lý Sơn. Ngày hôm nay thì khu vực vùng biển Quảng Trị đến Quảng Ngãi thời tiết ổn định, có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc mạnh cấp 4, biển bình thường. Xu hướng từ chiều mai thì sóng gió có khả năng mạnh lên đôi chút, tuy nhiên tàu thuyền đánh bắt vẫn có thể hoạt động ổn định. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận bao gồm đảo Phú Quý. Tại khu vực biển miền Trung từ Bình Định đến Ninh Thuận, trời vẫn duy trì trạng thái tốt. Ngày hôm nay trời hầu như không mưa, sóng gió ở mức trung bình khoảng cấp 4, tầm nhìn xa trên 10 km, thuận lợi cho các hoạt động khai thác, đánh bắt cũng như du lịch trên biển. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau bao gồm Côn Đảo, trời nắng nhiều hơn trên khu vực vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, mưa chỉ ở mức vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc hoạt động mạnh cấp 4, cấp 5. Thời gian này, tàu thuyền có thể đánh bắt cá ngừ vằn ở khu vực vùng biển phía Tây Nam quần đảo Hoàng Sa. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm đảo Phú Quốc, Thổ Chu. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, thời tiết ổn định hơn, hôm nay có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông hoạt động mạnh cấp 3, cấp 4, các phương tiện tàu thuyền có thể hoạt động bình thường. Vùng biển Vịnh Thái Lan, trên khu vực Vịnh Thái Lan trời giảm mây hơn, mưa dông còn xảy ra ở mức rải rác về chiều. Vùng mưa tập trung ở vùng biển phía Tây, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông mạnh cấp 4, không thuận lợi cho tàu thuyền ra khơi và đánh bắt vì mưa dông gây ảnh hưởng xấu. Khu vực phía Bắc Biển Đông và huyện đảo Hoàng Sa, trên khu vực Bắc Biển Đông dạng mây màn hoạt động, khiến trời chuyển nhiều mây và có mưa phùn, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, không thuận lợi cho các hoạt động khai thác và đánh bắt của bà con ngư dân. Xu hướng trong từ 1 đến 2 ngày tới, cùng với tình trạng biển động và tiết trời rét lạnh, do vậy sẽ ảnh hưởng đến sản lượng khai thác và đánh bắt xa bờ. Khu vực giữa Biển Đông từ 10 đến 15 độ Vĩ Bắc. Ngày hôm nay thì khu vực giữa Biển Đông thời tiết ổn định, trời không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông mạnh cấp 4. Từ chiều mai thì gió chuyển sang hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 5. Thời tiết có mưa nhẹ, tàu thuyền hạn chế di chuyển lên phía Bắc vì sóng gió ở đây cao, gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động của tàu thuyền. Khu vực phía Nam Biển Đông bao gồm khu vực phía Nam quần đảo Trường Sa, Huyền Trân, Song Tử Tây. Trong khi đó, ở khu vực biển Nam Biển Đông, thời tiết ổn định hơn, trời nhiều nắng, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc mạnh cấp 4, cấp 5, tàu thuyền có thể đánh bắt và câu cá ngừ đại dương cho sản lượng ổn định. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết biển ngày hôm nay. Chúc bà con có những chuyến ra khơi an toàn và hiệu quả. Xin kính chào và hẹn gặp lại!